Câu hỏi tiếp theo đến từ khán giả Lê Thị Mầu tại Bình Dương. Khán giả đã hỏi như sau. Đàn gà nhà tôi hơn 1.000 con, được 3 tháng tuổi. Gà có biểu hiện là sốt cao, chết nhiều từ 40 đến 70 con mỗi ngày. Chẩn đoán gà bị bệnh cúm H5N1, vùng không có dịch, gà bắt giống chuẩn, đã tiêm đủ vaccine. Cho tôi hỏi nguyên nhân cùng biện pháp khắc phục. Thưa chị Mầu, chuyên gia Trương Văn Dung đã tư vấn cho câu hỏi của chị như sau. Vâng, xin chào khán giả. Thì như vậy, tức là chị là ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thì chị nói rằng là đã tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine rồi, gà 3 tháng tuổi. Đã tiêm rồi, trong đó kể cả vaccine H5N1 cũng đã tiêm rồi. Nhưng mà tại sao bây giờ nó bị bệnh như thế và đã có cái hướng chẩn đoán nó là bệnh nợ H5N1? Thì tôi nghĩ này này, chúng ta phải xem xét lại vì hiện nay ở Việt Nam đang tồn tại hai cái chủng. Một là chủng H5N1, hai là chủng H5N6. Thế thì cái chủng H5N6 thì hiện nay thì cũng đã có vaccine để phòng bệnh. Tuy nhiên tôi cũng phải nói thật là nếu tiêm một mũi thì cái khả năng tùy theo cái việc mà chúng ta sử dụng vaccine ấy, thì có thể đem lại hiệu quả như thế nào, có đúng liều hay không và cái chất lượng vaccine như thế nào. Nhưng mà thông thường ấy, thì nếu như mà đã tiêm phòng thì nói chung nó có thể bảo hộ được trong thời gian độ khoảng 3 đến 5 tháng. Thế nhưng mà trong trường hợp này lại bị như vậy thì tôi nghĩ xem có khả năng là cái vaccine nó không phù hợp, mà có thể nó bị H5N6. Thế thì theo tôi ấy, nếu như bị H5N6 thì ngay lập tức báo cáo với chính quyền địa phương, báo cáo với thú y địa phương lấy mẫu đưa ngay về trung tâm vùng 6 ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc ở trung tâm vùng Cần Thơ để mà chẩn đoán. Hiện nay ở cục thú y trong các cái trung tâm đó hoàn toàn có thể xác định mầm bệnh một cách rất chính xác và để chúng ta có một cái biện pháp xử lý rất kịp thời. Bởi vì nếu bệnh này nó có tính chất truyền lây giữa gà sang con người, chính vì vậy cho nên chúng ta cần có biện pháp xử lý. Một câu hỏi khác đến từ khán giả Nguyễn Văn Đức. Khán giả đã hỏi như sau. Đàn gà nhà tôi có khoảng 100 con, được 2 tháng tuổi. Gà đã từng bị bệnh E. coli, đi ngoài phân máu tươi, cù dù, đi ngoài ra nước, chết. Mổ ra thì thấy bình thường, tôi đã tiêm thuốc nhưng không thấy khỏi. Cho tôi hỏi nguyên nhân cùng biện pháp khắc phục. Thưa bác, chuyên gia Trương Văn Dung đã chẩn đoán bệnh trên đàn gà nhà mình như sau. Vâng, xin chào khán giả. Khán giả mô tả khá chi tiết, thế nhưng mà có điều tức là cái mua ra ngoài hiệu thuốc mua thì người ta cho thuốc rồi về điều trị không khỏi. Thì vấn đề đặt ra là chúng ta chẩn đoán bệnh chưa đúng. Tôi cho rằng là đàn gà là bị cái bệnh lưu vết sơn kèm theo là nhiễm khuẩn kết phát. Cho nên là chúng ta chẩn đoán chưa đúng, cho nên là cái hướng điều trị nó chưa phải, và chưa phải thì không có khỏi được. Thế thì trong trường hợp này thì nên giải quyết vấn đề như thế nào? Theo tôi là nên mua cái kháng thể kháng cái virus Newcastle tiêm cho gà, tùy theo cái gà lớn bé thì có thể tiêm với cái liều từ 1 đến 1,5 ml cho một lần tiêm và tiêm 3 ngày như vậy, liên tục như vậy để tiêu diệt cái virus Newcastle. Bên cạnh đó thì chúng ta điều chuyển cái nhiễm khuẩn kế phát, đây chúng ta dùng thuốc trimethoprim kết hợp với sulfamethoxazone hoặc là có thể dùng propylicone hoặc có thể dùng norfloxacin cho uống lần trên ngày, cho uống liên tục trong 1-5 ngày, liều lượng theo hướng dẫn của nhà xuất. Và bên cạnh đó thì chúng ta cần phải chú ý là dùng cái chất điện giải của glucose hòa vitamin tổng hợp hòa với men tiêu hóa cho nó uống thay nước trong vòng 3-5 ngày liền. Và song song với quá trình điều trị như thế thì theo tôi là cần phải bổ sung thêm men tiêu hóa, rồi vitamin A, D, E, vitamin B complex và khoáng chất premix vào trong thức ăn cho nó ăn liên tục trong vòng thời gian 1 tháng để nhanh chóng hồi phục sức khỏe trở lại. Thế còn để giảm cái hiện tượng bị trứng diều đi thì nên cho uống nước tỏi. Nước tỏi cho uống 2 lần trên ngày, uống 15 ngày liền. Thế thì nó sẽ bớt đi cái hiện tượng bị trứng diều. Thế và cái vấn đề rất quan trọng là trong quá trình điều trị như vậy chúng ta phải thực hiện vệ sinh tiêu độc chuồng nuôi. Thế và sau 10 ngày điều trị mà bệnh nó khỏi rồi thì chúng ta yên tâm là dùng cái vaccine phòng bệnh Newcastle để trích đi ra cổ cho nó, thì như vậy tạo ra được miễn dịch phòng bệnh với bệnh Newcastle một cách chắc chắn. Gửi câu hỏi về chương trình, khán giả Bùi Văn Sơn, số điện thoại 0916 3 số cuối 887 tại Ninh Bình, khán giả đã hỏi như sau. Gà nhà tôi được 2 tháng tuổi có biểu hiện ngáp đớp ruồi, hỏi nguyên nhân cùng biện pháp khắc phục. Vâng, thưa anh Sơn, chuyên gia đã giải đáp thắc mắc của anh như sau. Vâng, xin chào anh Bùi Văn Sơn. Thì với cái biểu hiện đàn gà anh mô tả hết sức ngắn gọn là nó chỉ có cái dấu hiệu hiện tượng ngáp đớp ruồi, tức là nói tóm lại tức là cơ thể rất là mệt mỏi. Thì nhưng mà với cái triệu chứng như thế thì cũng rất khó cho chúng tôi trong cái việc mà chẩn đoán chính xác bệnh. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là có khả năng nó sẽ bị bệnh tụ trùng nhiều hơn.
Thế thì bây giờ để mà điều trị bệnh này thì tôi tư vấn cho y Sơn là lên dùng cái thuốc Enrofloxacin hoặc là Doxycycline, đó là cái thuốc mà nó mẫn cảm đối với vi khuẩn Pasteurna motoxyda serotype A. Để tiêm bắp cho nó một lần trên ngày và tiêm bắp có thể 3 năm ngày liền, liều lượng theo dẫn đề xuất. Và bên cạnh đó thì nên dùng cái chất điện giải glucose hòa vitamin tổng hợp cho nó uống thay nước trong vòng khoảng 3 đến 5 ngày. Thế và sau đó thì bổ sung thêm cái men tiêu hóa và vitamin A, D, E, vitamin B complex và khoáng chất với mix vào trong thức ăn để cho nó ăn liên tục 1 tháng để nó hồi phục sức khỏe trở lại. Nhưng vấn đề là nếu mà chúng ta nuôi cái thời gian dài hơn ấy, thì theo tôi khuyên là nên dùng cái vaccine sau khi nó khỏi bệnh rồi khoảng 2 tuần hoặc 3 tuần thì dùng vaccine phòng bệnh tụy trùng để tiêm phòng cho toàn đàn. Thì như vậy nó sẽ tạo ra được một cái miễn dịch phòng hộ chắc chắn đối với bệnh tụy trùng. Tiếp theo là câu hỏi đến từ khán giả Nguyễn Văn Hậu tại Hải Dương. Khán giả đã hỏi như sau: chuồng nhà tôi có diện tích khoảng 208 m², xin hỏi là có thể nới chuồng để nuôi gà không? Và hiện tại thì tôi nuôi giun quế nhưng có con gì bám ở trong chuồng như mọt, hỏi cách diệt trừ. Vâng, thưa anh Hậu, chuyên gia đã tư vấn cho câu hỏi của anh như sau. Vâng, xin chào khán giả. Thì với cái diện tích của chuồng nuôi là 208 m², đúng không? Thế thì thế này. Đối với chăn nuôi gà thương phẩm ấy, thì thường là được phép nuôi được khoảng từ 7 cho đến 8 con trên 1 m². Đấy là cái đạt yêu cầu. Thế thì anh cứ lấy cái số đó, anh nhân lên, nhân cái số gà lên thì anh sẽ tính được là số con cần nuôi, chứ không nên nuôi cái mật độ quá đông. Nuôi mật độ quá đông thì nó sẽ ảnh hưởng đến một số bệnh khác, ví dụ như bệnh CD hay là một số cái nó sẽ phát sinh. Thế cho nên anh chỉ tính làm sao mật độ nuôi được khoảng từ 7 đến 8 con trên mét vuông là phù hợp. Cái hiện tượng mà bị côn trùng, tức là đây tôi chắc nghĩ là dẹp thôi. Đấy, nó đang bò trên giun và có thể gây tổn thương cho giun quế. Thế bây giờ để mà khắc phục thì tôi nghĩ này, thứ nhất là anh phải kiểm tra lại toàn bộ xung quanh cái chuồng nuôi đó, xem có cái chỗ nào có cái ổ mà phát triển cái con dẹp hay không. Đấy là cái việc thứ nhất. Việc thứ nếu có thì chúng ta phải xử lý ngay. Đấy, và thứ hai là chúng ta dùng cái thuốc hàn tốc, là cái thuốc mà diệt côn trùng rất hiệu quả. Mà cái thuốc này đồng thời nó cũng dùng để diệt muỗi. Ở bên y tế người ta cũng dùng cái thuốc này. Thế thì chúng ta dùng cái thuốc này chúng ta phun thì phun đến giun cũng được, không sao, không ảnh hưởng gì đến sự phát triển của giun cả. Chúng ta phun thì khoảng 3 lần, mỗi lần cách nhau 4-5 ngày liên tục. Thì như vậy chúng ta sẽ diệt toàn bộ cái giun này đi. Nhưng cái quan trọng là kiểm tra xem cái ổ cái con dẹp này nó ở chỗ nào để chúng ta tiêu diệt tận gốc, thì như vậy sau nó không bị cái hiện tượng như thế nữa.